nằm viện là hết mà em. Anh đang xoay tiền chữa bệnh mà không biết mày muốn anh sống hay chết. Để nặng ra đéo chữa được. Nông ạ. Nếu mà để nặng ra nữa ấy, để Mà nặng ra thì tiền tấn tiền tỉnh. rồi ok, kẻ Long này nó là chỗ em của anh thôi, thì anh nói tí Long khắc làm, mà nếu mà Long không làm thì anh sẽ chuyển khoản cho Long, Long Làm chuyển khoản cho em, thế là xong đúng không? luôn trên này đi anh. Giờ điện thoại đang đi cây rồi anh làm nào được, anh có mỗi cái điện thoại thì anh có dùng nhiều như em đâu. Anh nhờ thằng Long nó chuyển cho em luôn thì là đẹp Em mặt cũng có cả máy để ba livestream rồi, người. em cũng có máy để livestream rồi. Thôi, thằng Long ơi, máy của vợ mày là chuyên banking nhá, vợ mày quản lý tiền, mày hôm nọ mày vẫn ai mà vẫn chuyển cho tao được, hôm nọ mày chuyển cho 2 triệu, mày vừa nay mà vẫn chuyển được đây. Bên như Mày này cho, này, Long mày khôn vừa thôi, nhưng mà nhận được cho Long mày tôi nói mà này, lấy được tức gì? là anh Hà anh ấy vay mày 10 triệu để chuyển cho anh, còn cái việc tí anh Hà vẫn giả mày 10 triệu chứ anh có xin mày đâu, bây giờ anh đang cần gấp Bây giờ anh mày. phải nhảy đây, thời gian kiếm tiền chứ anh chưa gì anh đấy, em tẻ bây giờ anh Hà có hỏi em không có tiền đưa anh Hà đâu. Em sẽ đeo dây vàng đấy, ở đây có ai đeo dây vàng đâu, anh Phương bây giờ còn tháo vàng ra rồi mà bây giờ em lại đeo dây vàng như thế mà em bảo không tiền. Long á, bên nhà này thật sự này, Long này, anh Hà là con người tử tế và anh là con người rất là hào phóng và sảng khoái và phóng khoáng, việc tiền nong của anh không thành vấn đề, nhưng mà có thể là anh có, nhưng anh sẽ là cái phép thử cho em, mà cái việc anh ấy nhờ em chọn 10 triệu thì anh vẫn giả em, mà chứ em mà không làm được cái việc này ấy, thì anh ấy suy nghĩ khác với con người em, dần dần là anh em xa lánh nhau rồi cứ ghi nạc mất nhau đấy. Mày có làm được gì đấy không? Vấn đề là em chuẩn bị em đóng mấy chục triệu từ nhà này, có tiền đâu để tiền đóng từ nhà. Ôi trời ơi, Long nghe này, mày nghe này. Thế bây giờ hiện tại mày có 10 triệu để chuyển không đã? Tao chỉ nói thôi. Em nói này, tiền mặt em không thiếu tiền mặt luôn này, Không. được chưa? Mày hôm nọ mày nói anh là mày kiếm cũng cũng từ đầu năm mày kiếm được 700 triệu, 800 triệu rồi khoảng đấy. Bây giờ mày lại bảo là tiền mặt không thiếu. Thôi, năm bây giờ nha, nhảy nhá. Bây giờ tao hỏi mày là banking, trong banking mày có tầm 10 mét không? Trong banh kinh bây giờ còn có 2 mét thôi. Thì chuyển nốt 2 mét. 2 mét lấy, trước. Bây giờ em bảo anh này, nhà em bảy, em nuôi 8 thằng em trong nhà, anh nuôi hộ em 8 thằng em trong Anh ấy đang live stream dùng một máy, bây giờ anh xuống chuyển khoản vậy lại phải tắt live stream đi, anh banking mày chuyển cho tao tí, anh nhà anh giả mày luôn trong vòng tối nay, trong vòng 1-2 tiếng anh giả mày luôn, có phải anh ấy nợ mày đến 1 năm đâu. chiều hôm nay em vừa sang nhà anh Hà xong. Chiều nay em vừa sang Hà xong, anh Hà vừa mới bỏ ra 10 tỷ đi lấy 3 ô tô. Anh bỏ hết tiền tài khoản, lấy tiền đâu mà anh Hà trả cho em. Thế nó coi anh à không ra gì rồi anh à, nó đánh Chiều hơi nay em đấy vừa sang nè, Hà xong, Long nó đánh vừa bỏ mấy tỷ đi lấy 3 ô tô về, tiền tài khoản anh còn không anh có mà này, em lấy tiền đâu. thế đây nè, anh cứ lúc nào cũng giới thiệu mọi người đây là Long chín ngón là người em kết nghĩa, thế này là nói chuyện thế này là không phải là người anh người em của mình rồi, anh phải hiểu này, nó đánh hơi thì anh hết tiền mặt anh ạ. Bây giờ Long chính thức nó đánh hơi thì anh hết tiền mặt rồi, nó coi thường anh. Anh Phương ạ, à, người ta bảo rồi, trời sinh Long này, bây giờ lại còn sinh cả Khánh nữa thì chịu rồi. Anh ạ, thế này thì bây giờ là anh Hà đang có suy nghĩ gì về Long ạ? Anh cho em một cảm tưởng nói thật, không nói dối, anh con người ăn ngay nói thẳng. Anh đang có suy nghĩ gì về thằng Long ạ? Banh đi. Banh đi Long ạ. Máy đang live stream hả? Máy đang live stream. Thế em giống anh à? Máy vợ mày đâu? Thế bây giờ Máy em vợ mày đâu? vợ em không có tiền. Mà thôi, em thấy anh Hà với anh Phương với Tông cũng chơi thân với nhau, quý nhau rồi, biết nhà biết